chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem bộ xịt vệ sinh LX07 của Euroline. Chúng tôi xin review lại bộ sản phẩm này bởi vì các video trước nó chưa được đầy đủ lắm và chúng tôi muốn review lại với các bạn về bộ xịt vệ sinh này. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm được đóng gói trong một túi zip màu của Euroline với đầy đủ thông số chi tiết. Đó. Đằng sau thì có số hotline này, rồi chất liệu này, rồi địa chỉ thông tin của công ty nằm ở đây. Đó. Và chúng ta cùng xem chi tiết sản phẩm này bao gồm những gì nhé. Không giống như các sản phẩm khác thì bộ sản phẩm này sẽ bao gồm thứ nhất là một tay xịt. Đó. Thứ hai là một dây. Dây xịt dài 120 cm và một bát gác cùng với tắc kê đi kèm để lắp đặt. Video này thì tôi xin giới thiệu tổng thể luôn là nguyên một bộ. Đó, và nếu khi các bạn mua được cái tay xịt này không á thì chúng ta cũng dựa vào trên cái video này nhé để chúng ta xem thực tế sản phẩm. Đó. Thì bộ sản phẩm xịt thì sẽ bao gồm tất cả các linh kiện như vậy. Đó. Và chúng ta sẽ xem chi tiết từng linh kiện một. Trước tiên chúng ta cùng xem về tay xịt này đi. Đây, tay xịt này thì được thiết kế với chất liệu là nhựa ABS mạ chrome nha. Nhựa ABS là cái chất liệu mà sử dụng phổ biến cho các sản phẩm như là tay xịt, tay sen. Đó, của tất cả các hãng thì hầu hết đều làm phổ thông bằng chất liệu nhựa ABS này. Còn các sản phẩm rẻ tiền thì thông thường chỉ làm bằng chất liệu nhựa PVC thôi nha các bạn. Thì cái đó là hai cái điều khác biệt giữa sản phẩm chất lượng cao và sản phẩm chất lượng thấp. Đó. Nước mạ ở bên ngoài thì được mạ sáng bóng, các bạn có thể thấy là độ sáng bóng của sản phẩm đúng không ạ? Rất là sáng và bóng. Đó. Ren kết nối là ren 21 nha các bạn. Logo của Euroline thì được in ở đây. Đó. Mặt sen thì hoàn toàn liền nhé. Mặt sen liền. Đó. Mặt sen liền. Và điều thiết kế đặc biệt của tay sen này đó là nút nhấn. Nút nhấn rảnh tay. Nó không giống như các dòng tay sen, tay xịt khác là chúng ta sẽ phải bóp để xả nước. Nhưng cái này chúng ta chỉ việc nhấn thôi. Đó. Và khi kết thúc thì chúng ta nhấn để xả ra. Đấy. Tay thì được thiết kế hình trụ tròn đối với cả tay cầm và phía bên trên. Chúng ta thấy là tay cầm rất là thoải mái. Đúng không? Rất thoải mái để sử dụng. Đó. Rất là thoải mái. Đúng không? Tiện lợi. Và bộ xịt này, cái tay xịt này thì chúng ta có hoàn toàn có thể tháo rời từ đây nha các bạn. Chúng ta có thể tháo rời từ đây và chúng ta sẽ thấy tia nhấn xịt nằm ở đây ạ. Đó. Và khi muốn tháo rời bộ này ra để vệ sinh thì chúng ta chỉ việc tháo phần này ra thôi. Đó. Tháo, chúng ta dùng khóa để tháo phần này ra và chúng ta có thể tháo rời được bộ này rồi. Bộ sản phẩm này thực tế là rất là công năng, rất là hữu ích, rất là tiện dụng. Các bạn thấy không? Từ đến cái khuy, đến cái khoen nắp này là đều có gioăng cao su hết. Đó. Đó. Về tháo lắp của bộ sản phẩm này thì sẽ chỉ có như vậy thôi. Công năng duy nhất và hữu ích của sản phẩm này là tay nhấn và chúng ta không cần phải bóp. Khi sử dụng thời gian dài thì chúng ta chỉ cần việc nhấn thôi và chúng ta sử dụng không cần phải bóp nữa, rất là rảnh tay, đúng không? Rất là rảnh tay, dễ dàng sử dụng ở trong phòng tắm. Và sản phẩm này hiện tại đang được bán trong hệ thống điện máy xanh có trên toàn quốc. Chúng ta có thể liên hệ điện máy xanh để mua trực tiếp sản phẩm hoặc chúng ta có thể mua sản phẩm này ngay tại phần link ở trong phần mô tả phía bên dưới video này. Chúng ta có thể click vào đó và để mua trực tiếp từ công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Chúng ta cùng xem thêm về dây. Đây, sản phẩm này đi kèm với dây dẫn dài 120 cm của Euroline với vỏ dây là inox mạ chrome sáng bóng. Khớp dây rất là nhuyễn. Đó, các bạn thấy là khớp dây cực kỳ nhuyễn.
Đó, và dây rất là mềm. Đây, các bạn thấy là dây rất là mềm đúng không ạ? Rất là mềm. Đây rất là mềm. Và hai đầu dây này được làm từ đồng, nó sẽ bền bỉ hơn các dòng sản phẩm khác. Thông thường dây sẽ chỉ làm bằng Atimon thôi, thì chúng ta sẽ gặp trường hợp mà bị gãy vỡ hai cái đầu kết nối này. Còn của Euroline thì được làm từ đồng và được mạ chrome sáng. Logo của Euroline thì được in laser ở trên đầu ốc này nhé. Và điều đặc biệt của dây này là ruột cao su EDPM chịu áp lực cao, dẻo, dai và chịu được nhiệt độ rất là tốt. Ngoài ra chúng tôi gia cố thêm một lớp bố rù ở bên ngoài để chịu được áp lực siêu cao, không bị bục vỡ khi chúng ta sử dụng dòng dây này. Đây là dòng dây mà Euroline đưa ra thị trường 11 năm rồi và được đánh giá rất là tốt ở trên thị trường. Vì vậy các bạn hãy yên tâm khi sử dụng loại dây này nhé. Đầu dây thì được bấm thủy lực bằng bát inox. Đầu kết nối thì bằng đồng với gioăng cao su được định vị chặt sẵn ở trên đây rồi. Đó, rất là hoàn hảo. Và lắp đặt thì chúng ta khi lắp đặt chúng ta lưu ý là lắp phần đầu dài này nhá, đầu dài này lên trên tay xịt. Tôi sẽ lắp thử cho các bạn. Đó, nó rất là đơn giản, chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã hoàn thành được lắp đặt rồi. Đây, đi kèm với bộ dây tai sen này sẽ là một bát gác. Bát gác này với chất liệu là nhựa ABS mạ chrome với hai lỗ để bắt bát cố định lên trên tường. Đó. Thì chúng ta chỉ việc định vị và bắt kèm hai ốc và tắc kê đi kèm đây. Đó là chúng ta đã hoàn thành được một bộ sản phẩm rồi. Đây, khi mà gác lên thì chúng ta sẽ có bộ sản phẩm như vậy. Đây, các bạn hình dung nhé. Các bạn hình dung là khi mà gác lên trên tường á, thì chúng ta sẽ có một sản phẩm như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy nó khá hoàn hảo đúng không ạ? Nó rất là đẹp. Đó, sản phẩm sáng bóng và sang trọng, đặc biệt là chức năng tiện dụng với tay nhấn rảnh tay. Thiết kế rất là thông minh từ Euroline, không giống như các dòng sản phẩm khác vẫn phải dùng để bóp. Thì sản phẩm này là chúng ta chỉ việc nhấn thôi. Và đây là dòng sản phẩm cao cấp của Euroline với thiết kế ưu việt và chất lượng cũng rất là ưu việt, được Điện Máy Xanh bán ở trong hệ thống của mình trên toàn quốc. Đó. Và để xem thực tế dòng chảy của sản phẩm này như thế nào và cách sử dụng như thế nào, áp lực nước có mạnh hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem video clip test ở ngay sau đây nhé. Và tôi xin nhắc lại là nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì chúng ta có thể click vào link mua ở ngay phía dưới phần mô tả của video. Chúng ta sẽ mua được trực tiếp từ sản phẩm từ công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Ngoài ra chúng ta có thể tới hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh hoặc các đại lý của Euroline trên toàn quốc để mua sản phẩm này. Đây là một sản phẩm thực sự rất là chất lượng và hữu ích trong phòng tắm, phòng vệ sinh của các bạn. Và chúng ta cùng đi test thử sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Đây là tay xịt sau khi đã được kết nối với dây sen và nguồn nước nha các bạn. Và chúng ta sẽ cùng thử áp lực nước. Chúng ta thấy áp lực nước rất là mạnh đúng không ạ? Và rất là dễ tiện dụng. Rất là tiện dụng, chúng ta không cần phải bấm và nó chỉ sử dụng một nút nhấn thôi đúng không ạ? Chúng ta cùng xem áp lực nước nha. Đủ mạnh chưa? Nó rất là mạnh. Chúng ta thấy là lực xối ở đây là chúng ta đã cảm nhận được rồi đúng không? Đối với tay xịt này thì chúng ta hoàn toàn rảnh tay. Chúng ta có thể xịt lâu hoặc làm các công việc khác mà không cần phải nhấn giữ. Đó, đúng không? Thấy nó rất là mạnh.
Rồi, đối với dòng xịt này thì chúng ta hãy yên tâm về áp lực nước nhé. Euronai cam kết với các bạn về áp lực nước của bộ xịt này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euronai Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo.